xiên. Hải ơi, bát đũa ở trong kia tôi rửa hết rồi nhá. Hôm nay đau hết cả lưng cơ. Em đã bảo với chị là cứ để đấy cho em tí, xong em rảnh em tranh thủ em rửa cho kìa. Tôi là nhân viên, làm sao mà dám để cái ông chủ như cậu phải dọn dẹp được chứ. Quán mới mở lại sau đợt dịch, với cả mình đang khuyến mãi cho nên là khách hơi đông. Chị em chịu khó cố gắng nhá. Đợi một thời gian nữa thôi, quán này mà ổn định ấy, em sẽ thuê thêm nhân viên để chị đỡ vất vả. Ý cậu là tôi lười đòi hỏi chứ gì. Cứ nghĩ linh ta linh tinh. Tôi đùa cậu chút thôi. Hôm nay tôi đến ngày nên là hơi bị mệt. Chứ bình thường tôi làm á, cậu không phải lo đâu. Tôi không sợ khổ đâu, chỉ sợ không có tiền thôi. Riêng cái gì, cái này thì em ghi nhận. Ghi nhận tuyệt đối luôn đấy. Với lại tôi mà mệt ấy thì cậu phải mệt hơn tôi ấy chứ. Càng ngày tôi làm có một ca thôi, cậu thì phải hoạt động suốt cả ngày. Tôi mà lười thì cũng ngại với cậu lắm. Xin lỗi, chị là nhân viên, em là chủ thì tất nhiên em phải làm nhiều hơn chị, có cái gì đâu mà. Chị chưa về à? Hay em đang đợi ai đấy? Bây giờ tôi chuẩn bị về đây. Này, thì đợi em một tí nhá. Đứa ấy đợi em một tí. Hải ơi, ngày mai anh đưa nhá, tôi đi về trước đây. Anh có chuyện gì à? Sao nhìn mặt anh ỉu xìu đấy? Anh... À mà thôi, chuyện của anh cứ để anh tự giải quyết. Anh không muốn em phải suy nghĩ đâu. Anh nói vậy là sao? Em là gì của anh? Thì em là người yêu của anh, là bảo bối bé bỏng của anh nhưng gì nữa. Thế mà anh có chuyện anh lại không chia sẻ với em à? Như thế là anh coi em là người dưng đấy chứ đâu phải người yêu đâu. Không phải đâu, anh là anh không muốn em phải suy nghĩ nhiều thôi. Anh mà không nói là em giận anh đấy. Thôi được rồi, anh nói. Thật ra thì ở dưới quê ấy, bố mẹ anh đang cần một khoản tiền để trả nợ, mà anh thì lại đang không có. Bây giờ anh chả biết phải lấy đâu ra khoản tiền để đưa cho bố mẹ cả. Sao anh không có mà mấy hôm trước anh vẫn còn mua quà cho em? Thì em thích còn gì nữa. Em thích thì anh tích cóp vào, anh mua cho em. Dù sao đấy cũng chỉ là một thỏi son thôi. Chẳng nhẽ anh lại vô dụng đến mức không thể mua nổi một thỏi son như người mình yêu à? Anh không được nói luyên thuyên. Người yêu em là giỏi nhất. Mà anh đã không có tiền rồi anh lại còn mua quà cho em, chứng tỏ là anh rất thương em đúng không? Em có một khoản tiết kiệm đấy, mẹ anh cần bao nhiêu để em gửi qua cho. Thôi, anh không nhận tiền của em đâu. Tiền của em à, anh không nhận. Anh nói thế là sao nhở? Trước sau gì mình chẳng lấy nhau. Bây giờ người nhà anh thì cũng như là người nhà em thôi. Em giúp đỡ cũng là chuyện đương nhiên mà. Với lại bây giờ em chỉ cho anh vay thôi chứ đâu có phải cho hẳn đâu mà anh ngượng ngùng, đúng không? Linh này, ngoài bố mẹ ra thì em là người quan trọng với anh nhất đấy. Chắc là kiếp trước anh phải làm nhiều việc tốt lắm, thế nên là kiếp này mới được gặp em đấy. Đúng là cái đầu dẻo miệng. Mà anh bảo này, cái cậu gì mà chủ của em ấy, hình như là để ý đến em phết đấy. Anh nói linh tinh cái gì đấy? Em với cả cậu ấy chỉ là mối quan hệ ông chủ với cả nhân viên trong sáng thôi. Đừng có mà suy nghĩ linh tinh. Mà anh đang ghen đấy à? Anh ghen đúng không? Này, ghen à? Hôm nay thời tiết thay đổi sao nhỉ? Có ai nhắc đến mình. Hải ơi là Hải, mày có ai nhớ đâu mà nhắc. Ê mày ơi, mày ơi, có cái sốt ruột của tao này, đi vào xem quần áo của tao đi. Tôi xin bà, đi xem từ sáng đến giờ con xem có mua được cái gì đâu. Thôi tha tha cho, đi ăn đi đói lắm rồi ấy.
Tao hứa với mày là đi xem nốt cái shop này thôi, tao sẽ đưa mày đi ăn. Tao hứa bằng cả danh dự của tao, được chưa? Đi, nốt nha, hứa nha. Đi, nhanh lên. Đi vào đi ăn với chị Linh đi. Sao đây? Này. Úi dồi, vào thì vào mà không vào thì thôi. Cứ nửa nạc nửa mỡ như này, chả biết như nào. Xuyệt cái gì mà xuyệt? Mày kia xem nào, mày nói nữa ấy, lắm phát hiện đây. Sao? Trong đấy có cái gì à? Cha nam cậu nữ đi với nhau, không biết là chị Linh có biết không không? Úi dồi ơi, mày làm trò gì đây? Thì tao thấy mày lẩm bẩm cái gì, tao ghé sát vào nghe cho nó rõ đây mà. Đi đâu tao? Đi đâu có đi ăn bi chi Linh à? Đi thì biết. Ôi dồi ôi, sao tự nhiên lại đến đây? Hay là... Hay là gì? Mày định chế tao? Ôi dồi, mày bất điên đi, đến đây là để đánh ghen nghe chưa? Cái gì? Đánh ghen ai? Đánh ghen ông Vanh với cả người yêu của bà Linh ấy. Ngậm cái mồm mà xem nào. Nhưng mà đúng như mày nghĩ rồi đấy. Chính là bà Linh, nhân viên của thằng Hải, người yêu của ông Vanh và là bạn thân của tao đấy. Thế bây giờ phải làm sao? Bây giờ nhá, mày vào mày thuê cho tao một phòng. Sau đấy thì dò hỏi xem là hai đứa kia đang ở phòng nào. Tao sẽ gọi bà Linh đến ngay. Khổ lắm nhưng mà chắc gì người ta đã nói. Mày giỏi mà, tao tin ý là mày sẽ làm được. Alo, Tú à, chị nghe đây. Ừ, chị đang đi làm. Sao? Có việc gì nghiêm trọng em nói chị nghe xem nào. Được rồi, em gửi đi rồi chị xem đây. Chị làm sao đấy? Linh ơi! Sao? Sao lại khóc? Có vấn đề gì đấy? Tôi bảo này, cậu cho tôi xin nghỉ buổi hôm nay nhá. Tôi có chuyện cần phải xác minh. Nhưng mà có vấn đề gì đấy? Dạ. Linh ơi! Đâu rồi? Anh ta đâu? Chị yên tâm, em đã bảo Đức vào điều tra số phòng rồi. Bây giờ chị em mình cứ đi vào thôi. Đi. À mà khoan. Sao ấy? Chị ơi, em nói thật nhá. Dù hôm nay chị có đánh ghen hay là không, hoặc là chị có chia tay hay là không, thì chị vẫn phải xinh đẹp, biết chưa? Chị không thể để họ nhìn thấy chị trong cái bộ dạng bô nhách như này, cởi cái tạp dề ra xem nào. Chị biết không, nếu mà nó nhìn thấy chị trong bộ dạng bô nhách như thế này ấy, là nó chỉ có hả hê hơn thôi. Rồi, bây giờ ấy, vứt cái này đi. Hai chị em mình đi vào đi. Ngày hôm nay nhất quyết sẽ không tha cho đôi cẩu nam nữ đấy. Này, có chắc là cái phòng này không đấy? Chắc như định đóng cột. Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Tôi là khách thuê cũ của căn phòng này. Không biết là tôi có vô tình làm rơi chiếc nhẫn cưới trong này hay không. Anh có thể mạn phép cho tôi vào tìm. Chiếc nhẫn cưới đấy thật sự rất là quan trọng đối với tôi. Giời ơi, có mỗi cái nhẫn cũng không giữ được, bỏ quách đi xong. Đang cao trào mất hết cả hứng. Linh ơi, sao em lại ở đây? Hai người chơi có vui không? Linh ơi, em nghe anh giải thích đã. Con chả xanh cú nạn này, tao sẽ cho mày một trận nhá. Đố. Đụng vào làm gì cho bẩn tay ra?
Người ta luôn nói có những thứ không thể chỉ nhìn bằng mắt. Nhưng mà hôm nay thì tôi đã tin vào mắt mình rồi. Tôi không buồn khi anh lừa dối tôi đâu. Tôi chỉ buồn vì tôi đã quá tốt với những thứ không xứng đáng thôi. Đúng là Giác thì chỉ nên đi với Giác. Từ hôm nay, chia tay đi. Linh ơi, anh... Này, liệu mà tránh xa chị Linh ra nhá. Bén mảng đến gần ăn đòn đấy. Chị Linh này, chị có sao không đấy? Thật đấy, sao em trông chị bình tĩnh thế? Phải em nhá, em cho chúng nó ra bã từ lâu rồi. Có sao đâu, mình cứ coi như là rác thôi. Bẩn rồi thì mình vứt đi em ạ. Tội gì lại phải bực tức rồi đánh ghen. Nhỡ có chuyện gì xảy ra ấy, mình là người thiệt đấy. Nhưng mà em tức ấy, chả hiểu sao chị đối với ông ta tốt như thế mà ông ta có thể cắm chị hai sừng to như thế. Thôi được rồi, cảm ơn hai đứa nhá. Cũng nhờ có hai đứa giúp chị đấy, chứ không chị không biết là còn bị anh ta lừa đến khi nào nữa. Chị này, chị em với nhau mà chị cứ khách sáo thế nhỉ. Thôi được rồi, hôm nào chị mời hai đứa đi ăn nhá. Bây giờ chị đi về trước đây, chị muốn yên tĩnh một chút. À chị, trông bộ dạng của chị ấy, tao chả thấy ổn chút nào cả. Bên ngoài thì cứ ra vẻ mạnh mẽ như thế đấy, nhưng mà bên trong cũng yếu đuối lắm. Thế mày bảo, chuyện đã xảy ra rồi thì cũng phải biết chấp nhận mà vượt qua thôi. Mà nhá, biết sớm ấy thì bớt đau hơn, chứ còn biết muộn á, đau âm ỉ thì thôi. Khiếp, hôm nay lại triết lý thế. Chuyện đức mà lại. À mà thôi, đi ăn đi, đói quá. Đừng ăn cái gì mà đói, không ăn đâu, không có tâm trạng như vậy. À, kìa, đi ăn đã. Này 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 này, chị làm gì đấy? Có chuyện gì thế? Em là người hỏi chị câu đấy mới đúng đấy. Chị làm cái gì mà từ sáng giờ cứ thơ thơ thẩn thẩn, chả tập trung gì cả. Thiếu chút nữa thôi là chị làm loạn cái quán đây lên rồi đấy, chị nhìn mà xem. Tôi xin lỗi. Rốt cuộc là chị đã gặp cái chuyện gì đấy? Kể từ ngày hôm qua chị xin em nghỉ giữa chừng là em đã thấy lạ rồi. Xong hôm nay còn làm việc như người mất hồn nữa. Không có chuyện gì đâu, chỉ là một chút vấn đề cá nhân thôi mà. Chị đang làm em cảm thấy không yên tâm một chút nào đâu đấy. Nếu mà chị cảm thấy mệt quá thì có thể bảo với em mà. Em có thể cho chị nghỉ vài ngày ở nhà đều nghỉ ngơi được. Có cái vấn đề gì đâu. Thôi, tôi mà nghỉ thì ai làm với cậu được. Tôi sẽ sốc lại tinh thần ngay đây. Sao mình vẫn còn lưu cái số tên khốn này chứ? Nếu như em không nghe máy, anh sẽ tới tận nhà em làm loạn lên đấy. Alo, anh bị điên đấy à? Anh không hiểu tiếng người à? Tôi và anh đã chia tay nhau rồi, anh có biết không? Tôi không gặp. Đúng là cái đồ điên mà. Nói đi, hôm nay anh hẹn tôi ra đây có việc gì? Lời rồi, anh xin em, ngày hôm đấy chỉ là hiểu nhầm thôi. Cô ấy là em họ của anh. Hiểu nhầm á? Lại là cái câu chuyện anh em họ nương tựa nhau à? Anh nghĩ tôi là con ngu chắc? Khổ quá, tất cả mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm thôi. Anh xin em có thể tha thứ cho anh được không? Thế theo anh, bây giờ tôi phải nghĩ như thế nào thì nó mới là hợp lý? Linh ơi! Linh ơi!
gọi lại không nghe máy nữa. Không biết là đi đâu rồi nữa. Ở thế ông không biết chuyện gì à? Bà Linh bị người yêu cắm sừng đấy, dắt díu nhau vào nhà nghỉ nhá, xong rồi bị bọn tôi bắt quả tang luôn mà. Tôi cứ tưởng chim chim lợn kể cho ông nghe rồi cơ. Anh muốn tôi tha thứ cho anh à? Đúng rồi. Tha thứ cho anh thì cũng được thôi, nhưng mà anh phải làm theo tất cả yêu cầu của tôi. Được, em cứ nói đi, chuyện gì anh cũng làm. Theo như tôi thấy, outfit của anh ngày hôm nay toàn bộ đều là đồ tôi mua cho anh đúng không? Đúng rồi. Được rồi, thế thì anh cởi hết quần áo trên người anh ra đi. Tất cả, nếu mà anh làm như thế thì chắc chắn tôi sẽ coi như chuyện hôm trước không có gì xảy ra cả. Chúng ta sẽ lại quay trở lại hạnh phúc bên nhau. Thế nào? Cởi đồ ở đây á? Cởi ngay tại đây. Em nói thật à? Anh không tin thì thôi, tôi đi vậy. Ơi khoan đã. Thôi được rồi, anh cởi là được cái gì? Cởi ngay tại đây cho tôi. Linh ơi, em làm cái gì đấy? Anh đã thể hiện tình yêu của anh dành cho em. Anh đã cởi hết quần áo mà em đưa cho anh. Em trả lại cho anh được không? Người ta đang nhìn anh kìa. Anh mà cũng biết xấu hổ cơ à? Mà sao tự dưng hôm nay lại tin người thế? Tôi mới chỉ nói đùa có vài câu thôi, mà anh đã tự nhiên lột đồ hết cả giữa thanh thiên bạch nhật như thế này à? Mặt dày thật đấy. Cô lừa tôi à? Với cái loại người như anh ý, tôi mà không lươn một tí thì làm sao mà lừa được anh. Sao? Anh định đánh tôi đấy à? Tôi không ngờ như lại là loại người đàn ông như thế đấy. Suốt bao nhiêu năm qua tôi ở bên anh, tôi đã phụ anh một chút nào chưa? Ôi ôi mày ơi, thì ra là cha nam mày ạ. Đã cắm sừng người ta lại còn vũ phu. Ừ, mà chị kia thì rõ sinh chứ. Gặp phải dăm ba cái thằng khốn nạn kiểu này. Tồi tệ thật đấy. Cô được lắm. Cứ chờ đấy. Chuyện này chưa xong với tôi đâu. Thôi chết. Hải gọi tận 23 cuộc á. Mình lại tắt điện thoại không để ý. Alo. Alo, chị đang ở đâu ấy? Tôi đang ở ngoài đường. Sao, có chuyện gì mà cậu gọi tôi nhiều thế? Thôi được rồi, gửi em định vị đi em đến. Nhưng mà đến làm gì? Alo. Hải đến đây làm gì nhỉ? Chị Linh! Sao tự dưng cậu lại muốn gặp tôi vậy? Lo chị chứ còn gì nữa? Lo cho tôi á? Em biết tất cả rồi. Cái chuyện mà chị bị cắm sừng ấy, thẳng như thằng ngu ấy. Người yêu xinh như thế này mà lại không biết trân trọng. Nó có biết nó là cái thằng may mắn nhất trên cuộc đời này không? Thế mà lại còn dám ở sau lưng làm dăm ba cái trò linh ta linh tinh vớ va vớ vẩn. Làm người mà không có tí đạo đức nào cả. Thằng ấy kiểu gì sao anh bị nghiệp quật cho mà xem. Không tính bực mà còn cười. Không sao đâu. Thật ra hôm nay tôi đã trả thù hắn rồi. Tôi bắt hắn ta lột hết sạch quần áo ra, chỉ để lại một chiếc áo sơ mi với quần bì thôi. Chạy nhông nhông ở trong quán cà phê ấy, buồn cười lắm. Thật. Ui.
trông thì hay mà chơi ác nhờ. Kiểu đấy. Đấy gọi là ăn miếng trả miếng đấy. Em biết là chị buồn mà. Không cần phải cố tỏ ra là mạnh mẽ đâu. Nếu mà muốn khóc ấy thì cứ khóc đi. Phải khóc ra thì mới bớt buồn được. Em cho mượn vai. Yên tâm, em không kể chuyện này bất cứ ai đâu. Em uy tín mà. Chị biết gì không? Tình yêu nó giống như là một cái cốc ấy. Khi mà cái cốc bị vỡ thì mình phải đem nó vứt đi. Chứ nếu mà cứ giữ lại thì mình lại bị đứt tay đứt chân ra, đúng không? Có ai là muốn giữ lại một cái cốc vỡ đâu. Cái chuyện chia tay này nó không phải là ở phía chị, mà là anh ta không xứng đáng. Mà để có buồn thì chỉ buồn nốt hôm nay thôi đấy nhá. Ngày mai là phải mạnh mẽ vui vẻ như ngày thường đấy. Biết chưa? Chị cứ nghĩ đơn giản đi. Xung quanh chị vẫn còn những người bạn bè chân thành mà. Hãy nghĩ đơn giản hơn đi. Chỉ là mình đang trở về một cuộc sống bình thường, độc thân vui vẻ đó mà. Có gì đâu. Mà giờ lạnh như này thì cứ mặc cái váy đi ở ngoài đường thì em chịu chị luôn đấy. Này, 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 bê cái khay đâu ông ấy lại bỏng tay bây giờ kìa. Này, này, thì chỗ này đang nước đấy, quét cẩn thận lại ngã rồi đấy. Này, cậu quay về làm ông chủ đi được không? Tôi có phải chảy lên ba đâu mà cậu cứ đứng cạnh cái kè ấy nhở? Hải ơi, này, tao thấy mày quan tâm hơi quá rồi đấy. Hay là thích người ta rồi đúng không? Cứ linh ta linh tinh. Tao là ông chủ, tao quan tâm nhân viên của tao là bình thường, có cái vấn đề gì đâu. Tôi lại bố. Chơi với nhau mười mấy năm mà tôi lại không biết tính bạn ấy. Mà thôi, thích người ta thì thể hiện ngay đi. Nhưng mà để người khác húp mất ấy, lại tiếc ra. Rồi ôi, đã ế là mày đặt hiến kế. Này, tao cũng thừa biết là mày thích bà Chi, nhưng mà mày lại không dám nói. Thế bây giờ nhay đi. Mày mà tỏ tình bà Chi thành công thì tao cũng công khai tỏ tình Linh. Như nào? Trả tiền. Khỏi thối. Này, chê à? Bình thường phải hút hết bát nước cơ mà. Vâng. Bỏ tôi ra. Nói mau, thằng hôm qua là thằng nào? Liên quan gì đến anh? Chúng ta đã chia tay rồi còn gì nữa? Cô dám đá tôi à? Đúng rồi đấy. Này, tôi nói cho anh biết nhá. Loại nghèo hèn như anh ý, thì có cái gì đâu mà phải ở bên. Ngày xưa ấy, tôi yêu anh chỉ vì anh có tiền mua sắm này kia cho tôi thôi. Bây giờ anh không còn nữa rồi ấy, một xu dính túi cũng không còn, thì việc gì tôi phải ở bên anh? Cô tôi cái gì? Linh ơi, anh xin em đấy, em tha thứ cho anh đi. Anh biết lỗi rồi mà, hay là anh quỳ xuống đây anh xin em nhá. Cửa quán ở đây này, anh bước ra khỏi đây cho tôi, nhanh lên cút đi. Anh xin em đấy, em tha thứ cho anh đi. Em mà không đồng ý, anh đứng đây anh làm loạn lên luôn đấy. Anh bị điên đấy à? Linh ơi, anh xin em đấy, anh biết lỗi rồi mà. Anh có hiểu tiếng người không đấy, anh đi đi. Anh sẽ không đi đâu hết, em không tha lỗi, anh không đi đâu cả. Bỏ tôi ra. Này, anh bị làm sao đấy? Chị bảo bỏ ra anh bị điếc à? Mày là cái gì mà xem vào chuyện của tao hả? Tôi là người yêu của Linh ấy, được chưa? Người yêu mới. Mày nói cái gì? Tao với Linh rất yêu nhau,
bọn tao vừa mới chia tay, không bao giờ có chuyện cô ấy lại yêu mày, mày hiểu chưa? Anh bị ảo tưởng đấy à? Hải nói đúng đấy, tôi với Hải bây giờ đang yêu nhau. Anh đi về đi. Em nói dối. Được chưa? Tin chưa? Bây giờ té được chưa? Hay là phải muốn nhìn tôi hôn một chút khác nữa? Mày! Này! Tốt nhất là anh nên đi khỏi đây ngay lập tức. Nếu không thì tôi sẽ gọi công an báo cáo anh vì cái tội là anh gây rối trật tự công cộng đấy. Và đặc biệt đây là quán của tôi, đất của tôi, được chưa? Còn nữa, tôi đã nghe Linh nói qua rồi. Anh mau thu xếp và trả nốt cái số nợ của Linh đi. Nếu không ấy, anh không sống yên ở cái đất này được không? Hôm nay ông ấy rằng thế có đau tay không? Tím mét cả lên rồi đây này. Tôi không sao. Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tôi, lại còn nhận làm người yêu của tôi nữa. Chị Linh, lúc nãy không phải là em giả vờ em nhận như thế đâu. Mà là em thật sự muốn như thế. Thật ra ấy, em thích chị từ lâu rồi, nhưng mà em chưa có cơ hội để nói. Đến bây giờ thì em mới dám nói cái điều này ra. Chị cho em một cơ hội ở bên cạnh chị. Sao cậu lại thích tôi được chứ? Tôi vừa mới chia tay người yêu xong. Hơn nữa tôi lại còn hơn cậu tận 2 tuổi. Cậu còn trẻ như thế, việc gì mà phải thích tôi? Vừa mới chia tay thì làm sao? Vừa mới chia tay thì đáng lẽ ra chị nên phải mở lòng mình với một người tốt hơn chứ. Mà chị cũng chưa nghe các cụ có câu à, gái hơn 2, trai hơn 1 à? Mà cái số tuổi của chị với cái số tuổi của em bây giờ nó quá hợp. Thế cho nên chị đồng ý nhá. Tôi không muốn cậu phải chịu thiệt thòi đâu. Thiệt thòi cái gì? Em chả để em thiệt thòi cái gì cả. Tôi không biết đâu, tôi còn phải suy nghĩ cái đã. Nói như thế nghĩa là chị cho em một cơ hội rồi đúng không? Tôi không biết đâu. Đúng không?